bác là 16.800.000. Mẹ rất đẹp nha các bác. Ốc ác thì em mở sẵn rồi, tem không còn nguyên. Những con này thì kiểu như là những con tồn kho nha các bác, được vận chuyển về mình. Tem trên còn nguyên nha các bác. Đấy, mới tinh. Đấy, tem nhôm dây nguồn còn nguyên luôn. Bản này bản full nè các bác, những con ground hai bản full này gọi là full cổng luôn, bản full. Tem là tem niêm theo con ốc chỗ này này các bác. Đấy, điện 110 nha các bác, hàng nội địa nha. Nói chung là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Ground hàng hai thì nó 1200W và nó đánh 24 sò sắc nha các bác, 24 sò sắc. Các bác chơi hai cặp bot hoặc là hai cặp BMB bass 25 hoặc là chơi hai cặp một cặp full 30 can đét luôn. Đây, đây các bác thấy độ mới của nó đây, quan trọng nhất là bên trong này. Đấy, nó mới cực đẹp luôn. Các bác mà muốn sưu tầm những con ngàn hai thì lựa chọn con này, khó mà tìm được những con như thế này. Tem cờ là còn nguyên hết, đẹp. Ground ngàn hai. Hai bốn sò sắc và 8 sò thang nha các bác, hai tăng phô riêng biệt cho mỗi vế, hai tổ lọc nguồn đổi tín hiệu đầu vào quạt tản nhiệt. Giá là 16.800.000, chỉ còn đổ em bớt 200.000, đều được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác. Điện áp hàng nội địa nên là sử dụng điện 110. Rồi, video giới thiệu con 1002 đẹp, gọi là tuyệt vời luôn. $16.800.000 nha các bác, liên hệ trong 92 số điện thoại trên để chốt sản phẩm và để sở hữu những sản phẩm mà em đang tải như trong video này. Và hẹn các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh. Ta mình cần một con đẩy để mà các bác vừa nghi vừa hát, giúp một con vang là ok rồi. Đây là con Crown Vương Miện. Nếu mà các bác thích một thương hiệu Crown và nhấn mạnh ở chỗ là các bác chỉ cần để vào phòng khách là ai đi vào cũng là biết được Crown. Đó là một cái hay cái gọi là cái nhận diện thương hiệu rất là quen thuộc của Crown ở Việt Nam chúng ta. Đây là con Crown Vương Miện CE1000, chạy là 16 con sò sắt và công suất nguồn là 750W. Con này 750W chạy 16 sò sắt là các bác chơi thoải mái một cặp full 30 rồi đấy. Can đét hoặc là chơi hai cặp bắt bot này, nếu mà các bác đang hai cặp bot hoặc là một cặp BMB bắt 25 kèm thêm một cặp bot nữa là bao phê luôn nha các bác. Các bác chơi hai cặp bot thì alo liền cho em với một con đẩy rất là tầm tiền, Crown CE1000. Con này bản xuất châu Âu nha, nó cũng có bản nội địa 110 nhưng mà hai con này là bản châu Âu nha các bác. Điện 230 rất là tiện. Hai volume phía trước bé đẹp xuất sắc nha, 16 sò sắc về được hai em, giá là 8.000.000 bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng caret trị giá là 300.000. Khi các bác mua đẩy bên em được tặng kèm như đó, thế các bác hai con đều rất đẹp nha, mời các bác cùng xem. Mời các bác cùng xem mặt tiền của nó là đẹp keng luôn nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Cạnh không, em sẽ báo seri, em bác thích lấy con nào lấy nha. Hãy giờ em quay con này trước, tí nữa em mở ruột hai con luôn. Con này seri là 9940 quá, 709940 mặt in USA, đường tín hiệu đầu vào 6L35 quạt tản nhiệt quạt từ nha. Em này sử dụng quạt từ rất là êm, nghe nhạc không có ảnh hưởng gì hết. Rồi tiếp theo em này, em nào cũng đẹp như nhau nha các bác. Mà các bác tùy các bác thích con nào thì mình lấy thôi. Tại vì nó bán một, em bán một giá hết. Tại vì em làm hàng tuyển không rồi nha. Em này là series là 715.
706 nhé, 715716. Đấy, nó xuất thị trường châu Âu nó sẽ điện là 230-24, còn nếu nó ở thị trường Mỹ là nó sẽ điện 120, còn nếu xuất qua thị trường Nhật là nó sẽ là 100V. Vậy đó các bác, nó cùng một con, nó xuất thị trường nào nó họ sẽ chiến điện cái thị trường đó. Mắt đi ngủ ra nhớ sau đây là 5706 nhé. Để thi đầu vào chạm luôn. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong để các bạn cùng xem cấu hình 16 sổ sách của em nó nha. Vâng, đây là ruột gà bên trong. Các bác sẽ thấy cấu hình nó là mỗi vế là 8 con sổ sách nha. Mexico. Sổ sách Motola các bác. Đây là tăng phô và hai cái tụ vương miệng Philips nha. Vẫn sử dụng là tụ vương miệng nha các bác. 16 sổ sách nha. Và đây cũng vậy các bác. Y chang nhau nha. 16 sổ sách. Tất cả zin đét hết nha các bác. Những con này mạnh mỹ và các bác trưng bày nó rất là đẹp, tại vì nó thiết kế của dòng Crown CSE rất là nam tính. Các bác thấy nó đều nhau và nó hài hòa ở logo phía trước ở trên giữa. Cấu hình 16 sò các bác thoải mái mà chơi gia đình rồi nha, với một con vang nữa là hết bài. Các bác nào cần vang luôn thì em set up cho một bộ luôn nha. Đây là phần tăng phô này, phần rề cho hai kênh này, còn phần bo công suất này các bác. Các bác sẽ thấy là bốn cái cầu chì nó bảo vệ cho bốn cái con sò cho mỗi bên này, cực kỳ là an toàn. Và một con ly khủng chạy 8 sò xét thì các bác độ khỏe nó thế nào, và có cảm biến nhiệt trên những con sò này. Đây là, đây. Các bác thấy cấu hình nó kinh cực kỳ là rối ren. Công nhận người sò Quirik 5500 chạy 8 sò xét rất là khỏe nha, trang bị hai volume tổng, một volume tổng này và một volume phụ này các bác. Đấy. Chỉnh bass chép. Những con này hàng ship bay về rất là mới nha các bác. Quirik 5500. Rất là keng luôn. Và các bác có thể thấy phần chrome còn rất là sáng choang. Mé những con này là mé bể mèo nha các bác, sexy bể màu nha. Đây là phần chỗ chỉnh bass mic check này. Đang trang bị 4 cầu loa. Đây là 3 phần chỉnh ba lăng trái phải này. Volume. Đường tín hiệu đầu vào. Volume phụ, 4 đồng hồ vô. Khi hát thì 4 đồng hồ này siêu vẫy nha các bác. Và size nó là 60cm bề ngang và cao là 20. Lớn hầm hố. Đây là phía trên nó là vỏ gỗ lạng nha các bác. Đẹp xuất sắc nha. Đây và phía bên hông bên phải này. Các bác chơi những dòng loa mà cổ bass 40 hoặc là chơi JB vân vân đều phối ghép rất là tốt. Đây, trang bị phía sau là 4 cầu loa. Các bác có thể chuyển được điện 220. Đây là cái phần series của máy này. Nó bị mờ nó mất rồi theo thời gian thì ghi tạm là 123 đi. Đấy. Cứ là series 123 ghi trên này. Tại vì series bằng giấy á, theo ngày nó bớt bay nó mất các bác. Rất là mới, các bác thấy trạm loa nó rất là mới nha. Mới keng luôn. Đường tín hiệu đầu vào này rất là nhiều. Đây là phần thanh nhôm tản nhiệt cho phần 8 con sò nằm ngang phía bên này. Tí nữa các bác sẽ được xem nha. Đây, tất cả là vuông thành sắc cạnh hết. Đặt tiêu chí là nghi hay bày đẹp. Các bác nghi phải trưng bày. Nhưng con này đánh thì hay rồi. Và thứ quan trọng là các bác khi lên đèn là nhìn là phê ngay thôi. Ai nhìn cũng thích chứ. Tiếng của xanh xui thì nổi tiếng hồi giờ rồi, đi vào trái tim người Việt Nam mình khá là nhiều. Rồi sau đây em không để các bác đợi lâu thì em sẽ mở bên trong và đi vào phần ruột gan của con sản phẩm. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên. Con Amly Quirik 5500 này giá là 22 triệu đã bao gồm phí ship nha. 22 triệu chiến khoán đủ em bớt 300 rồi còn 21 triệu 700 ngàn nha. Cọc tiền thì cọc 10%, có nghĩa là 2 triệu trở lên. Một phí thu hộ tiền là 1% nhé. Vâng, ở đây phần bên trong của con máy nó sẽ xây 7 màu. Và phía trên các bác sẽ thấy được 4 con tụ và một cái tăng phô và phần đề đài thôi. Quan trọng nhất là các bác sẽ xem là phía dưới nha. Cái dòng Quirik quan trọng nhất là nằm phía dưới nha các bác. Đấy, bên hông là sẽ xây 7 màu hết nhé. Rồi, và vào cái quan trọng nhất luôn. Em mời các bác cùng đi sâu vào phía dưới của con Ly để mình xem được rõ ràng hơn.
Vâng, và đây là tất cả cái gì là gọi là ngầu và quan trọng nhất của một only đều nằm tất cả phía dưới của con quy RX 5500. Các bạn sẽ thấy là phần tăng phô này, phần rề cho hai kênh này, còn phần bo công suất này các bác. Các bạn sẽ thấy là bốn cái cầu chì nó bảo vệ cho bốn cái con sò từ mỗi bên này, cực kỳ là an toàn. Và một con ly khủng chạy 8 sò sét thì qua độ khỏe nó thế nào và có cảm biến nhiệt trên những con sò này. Đây, đây. Các bạn thấy cấu hình nó kinh không? Cực kỳ là rối ren. Công nhận người xưa, xưa họ làm cực kỳ là khiếp khủng nha. Dây nhựa đây các bác. Họ đi coi là đi như thế này mà nhìn nó vẫn là chắc nịch. Thì bác nào mình chốt con quy RX 5500 này alo cho em nha. Chuyên phối ghép với những dòng loa cổ bass 30-40, nghi hay bày đẹp trưng bày trong phòng khách là một cái gì đó là cực kỳ là nổi trội nha.